Em xin kính chào toàn thể các bác anh, các quý hàng đang xem video. Tiếp tục với chương trình giới thiệu xe lăn hàng mới về bên em, thì hôm nay em trân trọng giới thiệu cho bác chiếc xe lăn Toyota 8FD15. Xe này thì máy dầu số tự động, thắp lưng 3m, chức năng cơ bản sơn zin cả xe. Xe này thì được bên em nhập trực tiếp từ bên Nhật về. Đấy. Có giấy tờ đăng kiểm đầy đủ, thuế mã đầy đủ. Nguyên zin từng chi tiết. Càng dài 90 phân, di chuyển bằng 4 bánh đặc. 4 lốp thì còn tương đối rất là đẹp luôn. Đấy, độ dày gang rất là dày được. Sơn zin cả xe. Trong này thì có kính chắn gió đấy. Sản xuất vào tháng 1 năm 2011. Đấy. Thông số của xe ghét trên này nhá, lưng thiết kế là 1,5 tấn này. Đấy. Lưng hạ cơ bản, có 2 chức năng là lưng hạ cơ bản thôi. Đèn còi gương xi nhan tất cả các thứ đều đầy đủ hết. Đấy. Ghế nguyên bản theo xe này. Ghế rất đẹp luôn, ghế của hãng Toyota. Chiếc này thì zin tất tật luôn. 1,5 tấn. Lưng theo kế là 1,5 tấn, lưng rất khỏe luôn, đời cao, giá rất là hợp lý ạ. Đấy, khoảng loanh quanh khoảng đồng 6 là có xe này rồi. Xe rất là đẹp. Đấy, nguyên zin từng chi tiết nhá. Các vết này là nguyên zin hết từ bên Nhật về này. Đấy, chỉ có cái đấy là cái vết móp thôi. Móp va chạm thôi. Còn ở bên trong máy thì rất là chất luôn. Máy đây. Máy Toyota 1DZ-3. Đấy. Đời cao. Máy đời cao, nguyên zin từng chi tiết để các bác nhìn mốc máy luôn này. Để mốc cái máy luôn này. Các bạn nào mà lưng hàng bia nước ngọt này, rồi là lưng hàng nhẹ thì có thể tham khảo nhá. Đây là đường nước nhá. Đây là đường nước này. Các bạn cứ nhìn đường lẻ ra. Đấy. Ví dụ đường này từ đâu ra, vào đâu đấy, nó thông hết qua đấy. Đấy, đây đường cổ hút này, đường hút này, thông vào đây này. Nguyên zin hết các cái chi tiết này. Chưa có động chạm gì hết nhá. Về bên em thì chả bao giờ phải động chạm gì máy cả, chỉ có làm cho nó lổ rồi là đăng kiểm rồi là bán cho các bác thôi. Đấy, khi nào khách hàng cho xe thì mới bắt tay vào bảo dưỡng. Đấy, đời cao này cái bơm tay rất là bé luôn. Đấy, cánh quạt này màu ngà vàng này, cái con mới sẽ màu khác nhưng mà cánh con này sẽ màu khác nhá. Nguyên zin theo xe nhá, đời 2011. Đấy, ống xả này quá chất luôn. Các bác nhìn ống xả ô tô thì quay sang nhìn ống xả xe lăn rất là chất luôn, tại vì xe lăn là máy công trình. Ống xả ô tô họ chạy nhiều sẽ han gì hết cái ống xả đấy. Phanh này. Đấy. Đây là phanh tay. Đấy, xe Toyota này các bác sẽ không nhìn thấy phanh này ở trên mà phanh tay nằm ở đây. Đây. Đấy. Em sẽ lổ máy và giới thiệu đến cho các bác. Đấy. Lổ rất là ngon luôn. Toyota 1DZ-3. Đời này thoải mái, chả bao giờ sợ hơi thừa gì cả. Toyota vẫn là một hãng rất là thương hiệu của Việt Nam so với sánh với cả dòng Komatsu. Ngoài Komatsu ra thì các bác có thể chọn thêm hãng Toyota để các bác lựa chọn làm xe lăn. Này nguyên bản hết, có cả gạt mưa này, ngắn mưa này. Đấy là tông công tắc ở đây này. Ngắn mưa đây nhá. Vậy là các bác có thể xin thêm nước ở đây này. Đấy, xin nước ở đây, nó lấy bình nước từ đây này, các bác có thể đổ thêm nước, đây đang hết nước này. Đấy. Nâng hạ này. Tiếng kêu của Toyota rất đầm luôn, đặc trưng của Toyota, kêu rất là đầm máy, nghe rất là thích. Xe cam kết là nhập Nhật, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Đây các cái ống này các anh bên Nhật đều làm hết nhá, không phải về Việt Nam làm đâu nhá. Em có thể cho bác xem bên ảnh Nhật nhá. Cam kết 100% bên Nhật làm nhá. Đấy. Chưa chạy 1 giờ tại Việt Nam. Các bác nào mà qua bên em mà bảo chiếc này chạy Việt Nam rồi, đấy, chứng minh cho em tặng xe luôn các bác. Tặng trắng xe luôn. Các bác cứ để cẩu xe về thôi. Đấy. Cam kết trên giấy tờ cho các bác luôn. Tiệm đỏ nhập trực tiếp của đứng tên của công ty xe lăn Lăng Lê, nhập trực tiếp không qua trung gian. Đấy, lái này, số tự động lái này nó rất là nhẹ luôn. Đấy, lăn hạ nhẹ nhàng.
Thì rất là thích luôn. Đời cao này là có lái ngang các bác nhá. Lái này là lái trợ lực ngang này. Các bác nhìn bánh này. Bánh gần như là quay ngang sang một hướng luôn. Đấy. Nên là đi di chuyển trong kho rất là tiện luôn. Đây, các bác có thể để xem nhá. Đấy. Rất là bé luôn. Dòng này lông 1,5 tuần nhưng mà cái xác nó rất là gọn luôn. Đấy, đời cao mà. Tinh giảm đi gọn cho nó gọn lại để lông lông hàng hóa trong kho nó cho gọn. Đặc biết chiếc này còi lùi kêu rất là to luôn. Đấy. Kêu rất to luôn. Đấy, các bác quan tâm chiếc này thì alo trực tiếp cho em nhé, 0379 875 765. Em là công ty xe lăng lăng lên, địa chỉ ở kho bãi mà đường quốc lộ 17, phố Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đấy, bãi sẵn chăm xe. Rất nhiều hàng luôn. Rất nhiều. Toyota, Komatsu, Nissan, Unicarrier, TCM. Kìa. Thế là anh này đang thử tải nhá, được thử tải để chuẩn bị bàn giao chiếc Sumitomo 2,5 tấn này. Đấy, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng này. Em thì hầu như ngày nào cũng giao xe. Đầu tháng giao khoảng 30-40 con thôi. Đấy, các bác quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp ạ, 0379 875 765. Chào các bác đã theo dõi ạ.